Mọi người còn ở đó không ạ? Mọi người còn ở đó không? Mạng kém quá. Đợi mình một chút nhé. Để mình thấy. Mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Đây là cái nghe con bướm mà mình chuẩn bị. Đây cái kích thước nó nhỏ như thế này thôi. Đây là ba màu của các cái con bướm. Đường kính của con này chiều ngang khoảng tầm 4 cm. Và bây giờ bắt đầu làm nhé. Các bạn theo dõi nhé. Các bạn nghe thì rõ không? Như người xem livestream của mình rồi. Nhiều bạn tham gia. Hiện tại đang có 12 bạn theo dõi. Có bạn Long Bờm Tiên Sinh, chúc mừng sinh nhật Xuân Chin. Cảm ơn anh Long nha. Đây, được hình trái tim như này. Sau đó các bạn dùng cái hình trái tim các bạn áp vào đây để vẽ. Các bạn lưu ý là mình sẽ vẽ cái hình trái tim ở sát ở phần dưới một chút, để phía trên thì mình sẽ làm những cái chú bướm bay lên nhé. Hoặc là mình nghĩ là mình sẽ làm nhỏ cái trái tim lại một chút nữa, để mình còn có cái phần bướm, con bướm nó bay lên nữa. Video ấy, thì là mình đã chuẩn bị sẵn thì sẽ nhanh hơn là khi mình livestream này. Tôi sẽ làm thực tế luôn. Đây mình sẽ làm cái hình trái tim nó diện tích hơn 1/4 của bức tranh một chút. Các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Đây, sau mình áp cái hình trái tim này vào trong cái này mình sẽ vẽ. Mình sẽ dùng bút chì vẽ vào đây.
các bạn có khả năng vẽ tốt thì các bạn có thể vẽ trực tiếp vào bức tranh, còn Suchin chỉ có khả năng cắt tốt thôi, nên là mình sẽ dùng cách là cắt trước rồi áp vào đây để vẽ. Đây các bạn sẽ vẽ một cái hình trái tim như thế này. Các bạn nhìn rõ không ạ? Cái diện tích của nó còn tầm hơn nửa, hơn 1/4 một chút, chắc khoảng 3/4 bức tranh. Đó, mình sẽ ghép. Mình sẽ chọn 3 màu xanh như này. Để chuyển tông từ màu xanh vô ban, màu xanh nước biển đậm, xong đến màu xanh nước biển nhạt. Thì phần màu xanh nước biển đậm mình sẽ chọn ở phần dưới đáy. Mình sẽ chọn ở phần đáy, mình sẽ chia cái trái tim mình thành 3 phần. Xanh nước biển đậm mình sẽ chọn ở phần đáy trái tim, sau đó là xanh nước biển nhạt. À nhầm, xanh vô ban này, xanh nước biển đậm, và sau đó là xanh biển nhạt. Mình sẽ chia làm 3 phần ra đây, thì các bạn có thể kẻ rõ ra đây. Các bạn kẻ một đường thật mờ thôi nhé. Sau đó là những cái chú bướm cắt sẵn nhé, ở Suchin đã có sẵn như này rồi thì mình sẽ vẽ vẽ chúng. Rất đơn giản đấy, các bạn chỉ cần gấp đôi nhé. Với một cái kinh nghiệm của Suchin thì cái con bướm này các bạn chỉ cần gấp đôi thôi. Khi bẻ cánh ra này, lúc mà lên tranh ý, trông nó sẽ bị bè, con bướm ra nó không được bay lên như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gắn nhé. Các bạn sẽ gắn những cái chú bướm theo chiều bay lên của bức tranh nhé. Và các bạn chú ý là gắn nó sẽ không theo chiều nào cả. Comment hộ mình là yes nhá. Có nhìn thấy, nếu các bạn có nhìn thấy rõ hoặc là nghe thấy rõ mình nói không ạ? Comment hộ mình nhá. Và trong quá trình làm thì các bạn muốn hỏi điều gì thì hãy comment lên cho mình sẽ giải đáp luôn nhá. Thì gắn những cái bức tranh này, gắn sát, gắn những chú bướm này xít vào nhưng mà lại không quá là với các cái chiều bay khác nhau. Suchin đang quay trực tiếp tại chính cửa hàng của mình nên là xe máy đi qua cũng rất là ồn. Thank you.
Bây giờ mình tiếp theo là mình sẽ làm màu xanh nước biển đậm. Tương tự như thế một. Các bạn lưu ý là những cái cạnh viền này chúng ta đính nó sát sát lên một chút nhé, đừng để chúng nó lộ ra cái viền bút chì nhé. Cho chúng bay khắp các chiều. Trong quá trình làm thì cái keo nến nó sẽ dây ra như thế này thì các bạn nhặt đi nhé. Để cái sản phẩm cuối cùng của mình trông cho nó sạch sẽ, mình sẽ những cái chú bướm này không quá dày mà không quá mỏng. Bạn Mai Anh có câu trả hỏi là bướm này là bướm dập ạ. Đúng rồi, cái này là cái bướm này mình sẽ dùng máy công nghiệp để dập. Nó mới ra được cái số lượng nhiều và chứ còn nếu mà các bạn cắt cắt cũng ok. Bên sushi có sẵn những cái cắt mẫu cho các bạn cắt. Chỉ hơi mất công một tí thôi. Nên đây là mình sẽ làm nhiều thì nó sẽ đỡ mất công hơn. Thực ra là đây, số bướm này là mình sản xuất cho một chương trình và để sẵn để có thể là dùng cho các cái chương trình sắp tới. Bánh dây bánh ra nào. Thì cái này con bướm nó kích thước nó rất là đều và đẹp. Sinh nhật Su Chin được ngồi hướng dẫn các bạn như này trực tiếp như này là cũng là lần đầu tiên, mình cảm thấy là rất vui và phấn khởi, rất hứng khởi. Nếu các bạn thấy video này thì hãy share và like cho mình nhé. Các bạn thích hình thức live stream hơn hay là xem video hơn ạ? Các bạn thích live stream hơn hay xem video hơn? Để mình có thể biết được cái ý thích của các bạn và sẽ đáp ứng. Có thể vẽ sẵn cái hình con bướm như thế này, hoặc là các bạn có thể mua cái bộ bướm
bộ mẫu bướm của bên Suchin và cắt theo. Đây, rất là đơn giản. Thì xong rồi sau đó là các bạn lấy bút, dùng bút vẽ theo cái khuôn này ra giấy. Bạn có thể là nhìn theo và vẽ được. Nếu mà các bạn có khả năng vẽ tốt, các bạn vẽ theo hình bướm này ra cái giấy mỹ thuật có sẵn bên mình, sau đó là cắt ra thôi. Hoặc không thì nếu mà các bạn hơi lo sợ về khả năng vẽ của mình thì có thể mua cái bộ bướm cắt sẵn của Suchin để vẽ theo, để làm theo bằng giấy mỹ thuật ạ. Đúng rồi, cái này sử dụng là giấy mỹ thuật nhá. Thì cái cách phối màu cơ bản nhất thì các bạn chọn 3 tông gần nhau nhất, 3 tông màu gần nhau nhất và cắt thì mình sẽ được cái mẫu như thế này: xanh coban, xanh biển đậm và xanh biển nhạt. Các bạn có thể dùng 3 màu hồng hay là 3 màu vàng hay là màu tím. Màu tím cũng rất là đẹp, tranh bướm màu tím rất là đẹp. Màu tím taro này, màu tím đậm, màu tím lavender. Bướm sai bằng nhau hả sốt? Đúng rồi. Ở đây mình sử dụng các cái chú bướm này là sai bằng nhau hết. Size này là size chiều ngang, nó khoảng 4cm thôi. Làm về đồ nó sẽ phù hợp với những cái bức tranh nhỏ. Sau khi làm này mình sẽ lưu cái livestream này lại và phát lại cho các bạn. Các bạn nào mà không có thời gian xem được livestream này. Cái tấm để gắn bướm lên là bằng gì ạ? Tấm này các bạn có thể mua cái tấm toan giống như Suchin hướng dẫn lần trước, là cái tấm toan chẳng hạn. Tấm đấy thì nó sẽ trông sẽ đẹp hơn, cạnh nó sẽ dày. Thì add up full clip cho em xem lại sẽ nhá. Bạn Minh Thu hỏi. Ok bạn. Đây còn đây, ở đây mình sẽ có thể sử dụng cái tấm foam mix, hoặc ở nhà các bạn có thể sử dụng cái tấm bìa. Bìa cắt tông, sau đó là bạn phủ một cái lớp giấy lên. Kích thước ở đây thì mình sử dụng là 30x30. Nếu mà các bạn muốn làm những bức tranh lớn hơn thì các bạn có thể sử dụng những bức tranh những cái tấm nó có đường kính lớn hơn, hoặc là hình chữ nhật. Hôm trước thì cái tấm hình chữ S thì mình đã sử dụng hình chữ nhật kích thước 40x60 rồi. Nên hôm nay mình thử đổi mới xem, mình sẽ sử dụng cái kích thước hình vuông 40x40. Các bạn lúc làm thì các bạn lưu ý là cho những cái hình, cho những chú bướm này nó cong lên, để ấn nó lên như thế này để trông nó tạo cảm giác bay lên của những con bướm. Các bạn nhớ đẩy cái cánh nó lên nhé. Hình ví dụ hình trái tim này là cái hình dạng phổ biến nhất, còn không thì các bạn có thể tạo những cái bức tranh về banh tranh chữ, chữ tên của các bạn, ví dụ như là các bạn tên là Trang, ví dụ như mình tên Trang mình có thể làm một bức tranh chữ T. Suchin như hôm trước là mình đã làm một cái bức tranh hình chữ S cho cái thương hiệu của mình là Suchin, gắn cùng chiều ạ. Không, ở đây thì các bạn mình khuyên các bạn là các bạn nên gắn theo bay lên theo các chiều khác nhau, trông nó sẽ đẹp hơn. Các bạn tưởng tượng một đàn bướm khi nó bay như thế nào thì các bạn sẽ gắn như vậy, các cái chiều bay lên khác nhau. Bao nhiêu bạn xem rồi ạ?
đến thì là gần như là một bức tranh đã hoàn thành rồi. Gắn một màu thì có ok không số? Mình nghĩ đây là ý thích của các bạn thôi. Nếu mà gắn một màu thì có thể là ok. Nhưng mà nếu mình thì mình thích pha nhiều màu, khoảng 3 màu. Nhưng mà phải nhất định là phải cùng tông thì chắc nó sẽ đẹp hơn đấy. Nếu mà các bạn phá cách đi một chút, dùng những cái gam màu đối lập hay là những cái gam màu nó đối lập nhau này, bổ sung nhau được. Là một bức tranh mà nó chỉ một màu thôi thì mình sợ nó hơi buồn mắt một chút thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn thích thì các bạn thấy ổn, các bạn thích thì đó là niềm vui của các bạn. Mình thích thì mình làm thôi mà. Bay lên trên cho chúng bay lên nhé. Bạn thấy đáng yêu không ạ? Cho một vài con chú bướm lạc đàn vào nhé. Bạn Uyển Vi hỏi su chim những hình lớn hơn là cắt tay hả chị? Ở đây thì mình cũng vẫn là dùng, mình vẫn là cắt máy, nhưng mà các bạn có thể dùng cắt tay được, bởi vì là cái cỡ máy lớn nhất mà mình có thể cắt được là 50 x 70 cm một con bướm. Nhưng mà đấy là với số lượng nhiều, bên mình sẽ sử dụng rất là nhiều cho các chương trình thì mình sẽ sử dụng cắt máy. Còn nếu các bạn sử dụng ít thôi, số lượng ít thì các bạn có thể cắt tay. Nhận ra hình trái tim phải là mình cũng thành công một phần rồi. Gần hoàn thiện rồi, mình sẽ cho thêm một vài chú bướm ở xung quanh chung cho nó có phần gọi là cái bức tranh có phần trông nó bay hơn, nó không bị bó hẹp trong một cái diện tích như này. Các bạn lưu ý là các cái hình các bạn làm càng lớn thì độ sắc nét và độ nhìn thấy rõ cái hình nó càng cao hơn. Mình làm các hình càng lớn thì nhìn hình nó sẽ rõ hơn. Đây ví dụ như là bức tranh chữ S này. Bức tranh chữ S này, cái diện tích nó to hơn, nhìn cái chữ S nó càng rõ nét hơn. Bạn Nguyễn Vi hỏi lại câu hỏi, nền làm bằng chất liệu gì vậy chị? Nền làm bằng chất liệu Formex, các bạn nghe rõ không ạ? Formex, nó là một cái tấm nhựa tổng hợp. Các bạn có thể ra các cái hàng vật liệu xây dựng để hỏi. Nếu như mình hoặc là các cái cổng trường mỹ thuật đều có. Nhưng mà để mà đơn giản hơn và đẹp hơn thì bạn sẽ sử dụng các cái tấm toan. Tấm toan là cái tấm mà ở cái video trước mình đã hướng dẫn, mình đã giới thiệu. Tấm toan nó có cái độ dày nó khoảng tầm 3 cm như này. Nó là các cái khung gỗ và căng vải ra mà để các bạn trường vẽ, trường mỹ thuật hay sử dụng để vẽ tranh ý. Các bạn có biết cái tấm đấy không ạ? Các bạn dùng cái tấm đấy thì trông treo, trông nó sẽ sang hơn. Và nó là đúng là một bức tranh thực thụ. Đây là trong trường hợp mà các bạn không tìm được cái tấm đấy, các bạn có thể dùng tấm Formex, là cái tấm nhựa trắng như thế này. Đây, các bạn nhìn rõ không? Tấm nhựa trắng và bởi vì bên chương trình sử dụng rất nhiều cái tấm nhựa như này, tấm nhựa Formex như này, tấm nó là
liệu tổng hợp ở hàng vật liệu xây dựng hoặc là ở trước các cái trường cổng trường vẽ mỹ thuật đều có bán. Nên Thu xin dùng rất là nhiều tấm như này nên là nó thừa rất ra rất nhiều các cái mảnh nhỏ và mình đã tận dụng để làm những bức tranh để treo trong shop thì trông nó sẽ vẫn rất là đảm bảo cái chất lượng đẹp thẩm mỹ. Nếu mà trong trường hợp các bạn treo ở nhà thì mình vẫn khuyên là các bạn dùng tấm toan, nó sẽ đẹp 100%, còn phong mách thì nó sẽ được khoảng 90% tùy các bạn chọn lựa. Khách hàng nước ngoài Villa Flore and Beautiful. Thank you bạn. Hoa Châu hỏi trước khi gắn chữ cái thì có kẻ thành chữ ra rồi bạn gắn bướm lên không ạ? À, đúng rồi, chắc là bạn không theo dõi ngay từ đầu. Nếu mà bạn theo dõi ngay từ đầu thì sẽ thấy là Su Chin sẽ dùng bút chì và sẽ vẽ một cái đường, vẽ đường rất mảnh thôi. Các bạn nhìn này, vẫn nếu mà nhìn kỹ vẫn sẽ thấy cái vết bút chì đúng không ạ? Đấy, thấy rõ như vết bút chì. Cụm của mình làm sao để che đi cái những cái vết đấy. Các bạn sẽ sử dụng bút chì này, rồi sau đó vẽ ra để mà an toàn nhất. Thì để mà an toàn nhất thì các bạn sẽ vẽ cái hình chữ S ra một cái tờ giấy có kích thước bằng cái phổ giấy này. Ở đây mình ví dụ nhá. Ở đây mình ví dụ là mình sẽ vẽ, mình không kiếm được cái mẫu giấy nào đây các bạn thông cảm. Ví dụ mình sẽ vẽ cái chữ S ở đây trước. Đấy, chữ S nhưng mà chữ S này nhớ là rỗng nhá. Các bạn vẽ đẹp thì các bạn sẽ vẽ ra một cái chữ S trước, hoặc là tên bạn là chữ A chẳng hạn, thì các bạn vẽ chữ A nhưng mà chữ A nhớ là rỗng nhá, rỗng ở trong. Và cái nét chữ của nó khá là to một chút. Ví dụ tên các bạn bắt đầu bằng vần A chẳng hạn thì các bạn sẽ vẽ một cái chữ A nó rỗng ở trong như thế này. Sau đó các bạn gắn cái những cái con bướm trong cái phần rỗng này để tạo hình chữ A. Ở đây thế. Ở đây thì chữ S này là mình đã vẽ. Mình vẽ an toàn nhất là mình vẽ ra một tờ giấy khác, sau đó mình cắt cái hình chữ đấy ra. Mình cắt rời ra, sau đó mình đặt vào bức tranh. Mình đặt vào bức tranh sau đó là mình mới vẽ khác cái chữ đấy ra. Các bạn sẽ căn chỉnh được cái bố cục của nó là sang trái, sang phải hay là xuống dưới thấp hay như nào thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu các bạn vẽ trực tiếp lên bức tranh thì có thể là các bạn bị cao hay bị thấp gì đó. Thì mình khuyên các bạn là bạn vẽ ra một tờ giấy, vẽ cái chữ ra một tờ giấy, xong các bạn dùng kéo cắt theo cái tờ giấy đấy. Mình xong rồi mình cầm cái chữ đấy mình đặt vào trong bức tranh thì mình sẽ căn chỉnh được nó. Các bạn ví dụ thích cái bức tranh cái chữ A nó ở dưới này hay là trên hay là bên cạnh hay là dưới này, chính xác và đẹp hơn rất nhiều. Bút nhỏ nhỏ như chị đang gắn thì khoảng mất bao nhiêu con bướm ạ? Ồ, thì mình cử đếm nhá. Thế bức nhỏ này thì là 80 con. Đây một bức như một bức cỡ 30 x 30 này mình hết khoảng tầm 80 chú bướm 3 màu. Còn ví dụ như cái bức chữ S này là mình gắn hết khoảng 150 con. Bức chữ S này mình gắn nó hơi xít một chút. 150 con, cái bức này nhỏ hơn thì mình gắn hết khoảng 80 con. 80 đến 100 con các bạn gắn tùy theo tay các bạn gắn ship hay là các bạn gắn thưa. Sau khi gắn xong các bức tranh bướm thì các bạn hãy nhặt các cái sơ này ra nhé, những cái keo ấy, cái sợi keo mà nó bị dính thừa trên đó. Sau đó là các bạn các cái cành bướm này này,
các bạn hãy bạn nhìn thấy không ạ? Cái này cánh bướm này các bạn hãy ấn nó lên để trông cho cái bức tranh nó sinh động, nó nhìn 3D các bạn. Thì góc này cũng thấy đẹp mà góc bên cạnh này cũng thấy đẹp. Bên mình có bán cái dập hình con bướm hoặc dập hình tròn không ạ? Bên mình không ạ. Thì đó thì bên mình không có. Bởi cái này là mình dập toàn bộ bằng máy công nghiệp. Máy công nghiệp rất là to chứ không phải là dập các cái bướm bằng tay. Thì như ở ngoài thị trường cũng có các cái dập máy hình bướm. Nhưng các bạn nhớ là phải nếu mà mua các bạn mua size to như này này. Mình nhớ không nhầm mà có những cái máy nó to như này thì mới đảm bảo ra cái hình con bướm nó như thế này được. Còn nếu các bạn mua bé thì nó sẽ ra những cái con bướm bé siêu siêu bằng một đốt tay này thôi thì nó khó có thể làm được. Hoặc là chỉ làm được những bức tranh cực bé thôi. Địa chỉ của mình ở đâu ạ? Địa chỉ của mình ở 16 ngõ 377 Giải Phóng nhé. Mời các bạn qua tham khảo và tham quan shop. Shop thì có cái hình đây là bức tranh sau khi mình đã hoàn thành rồi, có thể là mang đi tặng hoặc treo ở văn phòng đều đẹp. Các bạn có thể ký tặng ở chỗ này. Thân ở cái trên cái góc trái này. Còn đây, đây là bức tranh là Sushi đã hoàn thiện rồi. Đây là một bức tranh tạo hình trái tim. Thật là đơn giản đấy không các bạn? Các bạn làm những bức tranh lớn hơn một chút. Bạn nhìn thấy cái độ sắc nét và độ gõ của cái viền. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái độ sắc nét và độ rõ của cái chữ nó sẽ rõ hơn là cái hình trái tim này, cái kích thước bé hơn. À, các bạn hãy thử sức nhé. Còn ba các bạn còn câu hỏi gì không ạ? Khoảng tầm những cái trả lời các bạn thêm một chút nữa. Sau đó mình xin phép là dừng video, dừng cái livestream ở đây. Rất là vui khi chia sẻ với các bạn và được sự hưởng ứng của các bạn. Nếu không có thắc mắc gì nữa thì mình sẽ dừng video livestream ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái số lần sau.